mang lại là một bộ âm ly cổ rất đẹp của Tinh Đích, có mã là V11, bán giá 2,2 triệu đồng, giá rất mềm để qua chơi. Hàng bãi nguyên zin, lau chùi chạy ngay. Trên âm ly có chỉnh bát chép, lau lướt được vào âm thanh, đầy đủ cân loa, 2,2 triệu. Mặt sâu thì nó ngắn thôi, nhưng mặt tiền thì nó cũng là 42 hoặc 43 gì đấy. Vì cao chắc tầm 12 cm. Hàng bãi nguyên zin luôn đó. Còn khá đẹp luôn. Tôi đang đấu vào một đôi loa bát 25. Nó là một ôm đi cổ. Đây là thông số kỹ thuật. Điện 100V, 70W. Số series trở kháng là 8-16 ohm. Đây là đường vào âm thanh, phía trên tiếng Nhật, phía dưới tiếng Anh. Tôi sẽ mở nhạc to mời các bác nghe. Nói chung hình thức còn quá đẹp luôn con âm đi này. Người nghe đời lắng và điệp một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca. Thuở ấy điệp vui như bướm. Tất cả các chức năng hoạt động hoàn hảo, không tiếng hỏng cái gì. Loa trái, loa phải, bát chép, 2,2 triệu, xin cảm ơn. Cửa hàng tôi bán tại tầng 36 tòa Vĩnh Quang, chung cư Văn Phú, Bình Tân An. Khách hàng sang đặt cọc 1 triệu là tôi gửi hàng đi, phí vận chuyển tới 1 triệu. Trông đánh rất mạnh luôn. Chuông đổ chùa xa, chiều tan trường về, điệp cùng lán chung